Ở trong đài chúng ở đây á, có mặt ở đây có một thầy. Ngày xưa là con của một ông cán bộ ở ngoài Hà Nội. Mà khi mà thầy đi xuất gia thì ông bố rất là giận. Ông bố cho đó là sự nhục nhã của gia đình. Có một đứa con nó bỏ đi xuất gia, tức là nó có nghĩa là nó bất mãn bố mẹ, bất mãn con đường của bố mẹ đang đi này, cái nọ, thành xấu hổ với xóm giềng, với đảng, thành không thể nào tha thứ được. Trong khi đó đứa con này là một người có chí hướng rất là lớn, muốn tu học để có thể giúp đời hiệu quả hơn, làm người cán bộ, làm nhà chính trị. Nhưng mà khi xuất gia qua làng Mai rồi thì viết thơ về, không bao giờ ông bố trả lời, gọi điện thoại thì không bao giờ trả lời, giận cho đến mức là muốn từ con luôn. Thì hôm đó tôi ngồi tôi nói chuyện với thầy đó cách đây cũng cả 10 năm rồi. Tôi nói: này sư chú, hồi đó chưa thọ giới lớn, chưa làm giáo thọ, bây giờ làm giáo thọ rồi, con có thể viết một cái thơ cho bố được. Con viết một cái thơ như thế nào để tái lập truyền thông với bố, mà con phải sử dụng cái giới thứ tư, nói những lời ái ngữ. Con để ra 3 ngày đi, để quán chiếu, để suy nghĩ, đi thiền hành, ngồi thiền, viết cái thơ nào mà chỉ một cái thơ thôi có thể tái lập được truyền thông, rồi ra bài tập cho đệ tử. Sau đó sư chú đã viết một cái thơ. Sư chú viết như thế này: đây là một cái mẫu để quý vị học. Bố ơi, con ở đây sân thượng có nhiều thầy, nhiều sư chú sống chung với con. Chúng con sống với nhau rất là hạnh phúc, có tình huynh đệ, và chúng con giúp được rất là nhiều người chuyển hóa. Ở đây huynh đệ thường hay nói với con là con có đức tính liêm khiết, cần mật, ngăn nắp, có hậu, và khen con rất là nhiều. Ban đầu thì con không có tin rằng con có những cái đức như vậy. Nhưng mà các thầy với các huynh đệ cứ tiếp tục nói như vậy, một hồi con tin rằng con có những cái đức như vậy. Nếu không có thì tại sao ai cũng nói như vậy hết? Và một hôm đó con tự nghĩ, nếu con có được những cái đức đó là do đâu mà có? Thì con tìm ra sự thật là do bố. Nếu bố không có bố trao truyền cho con những cái đó thì làm sao mà con có được cái đó? Cho nên con có một cái niềm biết ơn không có bờ bến đối với bố và đối với tổ tiên của con. Cho nên con rất là ao ước muốn được bố nói cho con nghe về bố và về tổ tiên của con. Con được thừa hưởng một cái gia tài đức hạnh rất là giàu có như vậy, mà con không biết được cội nguồn của nó thì con làm sao hạnh phúc được. Bố giúp con đi, bố nói cho con nghe về cuộc đời của bố, những khó khăn, những khổ đau, những bức xúc của bố trong cuộc đời phụng sự đất nước. Và bố nói cho con nghe luôn về những cái về tổ tiên, lịch sử của tổ tiên, về bên nội. Và khi mà ông bố nhận cái thơ, ông trả lời 20 trang luôn, hình như hơn 20 trang, 20 mấy trang luôn. Trong đó nói về tổ tiên, mà chỉ một lá thơ thôi đánh vỡ được cái thành trì của cái sự giận hờn và tái lập được truyền thông. Và sau đó thì các thầy, các sư cô làng Mai, người nào về Hà Nội cũng về ghé nhà đó và nói là tại vì bố là bố của sư anh con, thành cũng như là bố của chúng con, chúng con tới thăm bố đi, rất là hạnh phúc. Cái chuyện đó là chuyện nó có thiệt, nó xảy ra bên làng Mai. Thành ra ăn thua là mình phải có quán chiếu, mình phải thấy được những cái nỗi khổ niềm đau của người kia, mình phải sử dụng được cái ái ngữ, cái lắng nghe ở trong cái giới thứ tư, và mình có thể thiết lập được truyền thông rất là dễ dàng. Và khi mà mình thương thì mình phải hiểu, mình hiểu tại sao bố mình giận mình, mà mình phải nói những cái gì để cho bố mình thấy được cái giận đó không có căn cứ, mà mình có lý thuyết, mình nói một cách rất là khéo léo.